Nào ai ta thì đi chỗ ra. Yeah.
quá. Mấy nhiêu vụn đây? Ngon á.
to nữa. Nước
á. Mình còn cọ sao lại
Tên là sao? Đùa lô. Ok rồi đấy. Tạm được rồi đấy. Tạm từ từ đấy thì đi chưa nhận lương đấy. Được. Tạm được. Chẳng hạn tay là thịt rồi á. Dòng hai tay hả? Cô hay cao thôi đấy. Thoải mái. Thì hai tờ chút vua phê à? Vua phê hứng không? Vua phê hứng. Con ơi. Con ơi dướn nữa hả? Dạ hai tay sớm á. Ừ. Đi nhà cứ chị phê nè. Nhà ngoài ta thì đi chỗ nè. Ừ. Đi hỏi dính phải đấy. Dính phải à? Sao nhiều? Dính thì phải nó tỏng sổ đấy. Nhưng cha nhạc dụ quá. Ừ. Đó. Ừ. Thế giờ đấy. Ừ. Thôi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền nó ăn triệu đây. Mà cứ có cái tháng. Tháng cái bên. Mặt bên ạ. Uh-huh.